Từ nay đến Tết 2025 âm lịch, tuổi Bính Dần 1986, sẽ giàu nhanh chóng mặt, ôm tiền tỷ ăn Tết cực to. Mến chào quý vị khán thính giả đã trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quý vị Bính Dần thân mến, đã bao giờ bạn cảm thấy bản thân mình không biết làm gì với cuộc đời này hay chưa? Bạn có lẽ đang thực sự bế tắc, bạn có thể cảm thấy thất vọng với cuộc sống đổ vỡ vì khó khăn hay thậm chí một mình khóc nghẹn giữa đêm thâu. Có đôi khi bạn còn cảm thấy trống trải vô cùng, không biết làm sao để tiếp tục bước đi trên kiếp nhân sinh này. Nhưng Bính Dần thân mến, ai sinh ra cũng đều mong ước mình sẽ được số phận hộ an. Tiền tài và hạnh phúc là hai thứ mà ai cũng mưu cầu trong cuộc đời này. Thế nhưng, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy phức tạp, ngày ngày đều phải bon chen, vất vả, gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm và sứ mệnh. Có đôi lúc chúng ta xử lý không thỏa đáng thì sẽ khó mà chịu đựng được. Nhưng khó khăn vậy mới là cuộc sống phải không quý vị? Những ngày tăm tối chắc chắn sẽ kết thúc, mở ra cho bạn một tương lai tươi sáng và tràn đầy hy vọng mới. Mưa dông rồi sẽ tạnh, mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua, chỉ cần bạn luôn nỗ lực, cố gắng, biết nắm bắt thời cơ thì cơ hội đổi đời sẽ đến nhanh thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, KB Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ với quý vị về vận trình của anh chị Bính Dần sinh năm 1986 từ nay đến Tết 2025 âm lịch. Liệu trong tháng này, quý vị có gặp được thiên cơ nào giúp xoay chuyển vận mệnh không? Tất cả sẽ được KB Tử Vi bật mí ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Tổng quan cuộc đời tuổi Bính Dần 1986 từ nay đến Tết 2025 âm lịch. Thời gian này của bản mệnh có nhiều điều tốt đẹp và thuận lợi. Bản mệnh làm trong ngành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, tâm huyết. Đây là thời điểm các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển hài hòa. Bạn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều người xung quanh, nhờ đó mà các khúc mắc được giải quyết nhanh chóng. Các kế hoạch đặt ra cũng dần có dấu hiệu phát triển tích cực. Điều cần thiết nhất trong thời điểm này chỉ là thái độ kiên trì, bền bỉ của bạn mà thôi. Chuyện làm ăn cũng diễn tiến thuận lợi. Bạn xây dựng được những mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi nên được tiếp xúc với những cơ hội đầy triển vọng. Khoảng thời gian này, bạn làm ăn tốt, khiến tiền đổ về trong túi đều đặn và có xu hướng tăng dần. Chuyện tình cảm cũng có những chuyển biến tích cực. Với những thành tích nổi bật trong công việc, bạn dễ dàng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Chỉ cần bạn tích cực, nhiệt tình trò chuyện thì việc tìm được người phù hợp nằm ngay trong tầm tay. Với những cặp vợ chồng, quan hệ vợ chồng bạn khăng khít, đôi bên dành nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm đến nhau, một số cặp đôi còn có thể được đón tin vui. Có quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến vững vàng. Có thể bạn không vươn tới một vị trí lớn lao nào nhưng được nhiều người tin tưởng. Tài lộc nhìn chung phát triển ổn định, bạn kiếm được tiền lương, tiền thưởng cũng như lời lãi từ công việc chính của mình. Do đó, hãy tập trung vào nhiệm vụ để không bỏ lỡ cơ hội đáng quý có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đồng thời điểm này quý nhân có thể xuất hiện để dẫn đường chỉ lối. Bạn hãy lắng nghe những quan điểm, kinh nghiệm của đối phương để có thể đúc rút ra những kinh nghiệm đáng quý cho mình. Thiên tài cho thấy thu hoạch của bạn trong thời gian này rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Thời điểm này dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Nguồn thu tăng lên đều đều, tuy nhiên có thu có chi. Nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra. Người làm công ăn lương công việc tiến triển tốt, thu nhập ổn định, mưu sự trong tháng dễ thành, đồng nghĩa sẽ có cơ hội tăng lương. Bản mệnh có thể chủ động đề xuất hoặc người may mắn hơn sẽ được cấp trên chủ động đề xuất. Đây cũng là phần thưởng để động viên, khích lệ tinh thần làm việc hăng say của con giáp này trong suốt thời gian vừa qua. 2. Vận trình cụ thể trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Vận trình có nhiều khởi sắc giúp cho sự nghiệp của con giáp này trong tháng mới cũng có nhiều tiến triển khả quan. Khi các cơ hội tốt đang mở sẵn ra trước mắt, bạn cần phải tập trung và làm việc chăm chỉ để liên tục nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình. Khi đó bạn sẽ có đủ năng lượng, động lực và có cơ hội đạt được những tiến bộ đột phá trong công việc. Cũng trong thời gian này, khả năng sáng tạo và lãnh đạo của bạn sẽ được công nhận. Nhờ đó, con giáp này có thể được trao nắm giữ một số vai trò quan trọng trong tập thể.
Đây chính là bước đệm thăng tiến mà bạn không nên bỏ lỡ. Kỹ năng giao tiếp và hợp tác của bạn cũng sẽ rất cần thiết trong việc giúp bạn thành công trong quá trình làm việc nhóm. Nhân duyên tốt cũng giúp các mối quan hệ trong công việc, quan hệ hợp tác thêm phần dễ thở. Tháng này cấp trên và đồng nghiệp tại chỗ làm cũng dành cho bạn nhiều sự công nhận và giúp đỡ khi cần. Cơ hội khá nhiều, nhưng đồng thời bạn cũng cần phải nhận thức được một số thách thức tiềm ẩn. Bạn vẫn nên thận trọng trong các mối quan hệ. May mắn và thuận lợi hiện tại của Bính Dần có thể khiến những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Bạn có thể gặp phải một số đối thủ cạnh tranh hoặc trở ngại đòi hỏi sự cảnh giác và xoay chuyển tình thế linh hoạt. Phương diện tài lộc. Người làm công ăn lương vừa có thể yên tâm với thu nhập ổn định từ công việc chính, lại vừa có thể đón thêm các khoản thu ngoài luồng như tiền hoa đồng, thưởng dự án, phụ cấp trách nhiệm. Nhìn chung thu nhập không chỉ đến từ một nguồn, qua đó bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống theo ý mình. Bản mệnh có thể gặp được nhiều cơ hội may mắn để thể hiện khả năng của bản thân. Nếu chăm chỉ làm ăn, bạn ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức lao động. Những bước tiến ấn tượng trong cuộc sống của bạn có thể khiến người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Bạn cũng được nhắc nhở cố gắng tránh các khoản đầu tư rủi ro hay những mối hợp tác với đối tượng không chắc chắn và xử lý các vấn đề tài chính một cách thận trọng. Đồng thời, lập kế hoạch và kiểm soát chi tiêu hợp lý để tránh những khoản lãng phí không đáng có. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy đảm bảo tiến hành thu thập thông tin và phân tích đầy đủ để tránh những rủi ro và tổn thất không đáng có. Duy trì chiến lược đầu tư hợp lý và đúng đắn sẽ giúp ổn định và phát triển tài sản của bạn. Phương diện tình duyên. Trong thời gian này, những người cầm tinh con hổ đón đào hoa tăng vọt. Người độc thân có thêm cơ hội để làm quen, gặp gỡ, hẹn hò. Có thể bạn không nhận ra mình thu hút người khác giới ở điểm nào, nhưng bạn vẫn liên tục nhận được những lời mời hẹn hò, những món quà bất ngờ và cả những lời tán tỉnh ngọt ngào. Nếu cũng đang mong đợi một mối quan hệ nghiêm túc, bạn có thể mở lòng đón nhận. Nhân duyên tốt đẹp sẽ xuất hiện vào thời điểm này giúp bạn có một tháng đầy màu sắc, ngọt ngào và vô cùng lãng mạn. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào cách bạn tiếp nhận và phát triển duyên của mình ra sao. Dù vậy vẫn cần tỉnh táo để tránh bị lợi dụng tình cảm. Người có đôi ngày càng gắn bó, khăng khít bên nhau, khi cả hai đều trao nhau những yêu thương chân thành. Nếu thấy tình cảm chín muồi và hai bạn đều đã sẵn sàng, có thể tính chuyện chung thân đại sự. Phương diện sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, nhìn chung nhờ trạng thái tinh thần thoải mái nên có tác động vô cùng tích cực tới thể trạng của tuổi Bính Dần trong tháng này. Nhưng vì đây sẽ là một tháng khá tất bật, công việc tăng lên, do đó bạn cũng nên chú ý tới vấn đề sức khỏe thể chất, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, tránh tình trạng tham công tiếc việc khiến cơ thể lao lực. Điều rất quan trọng là duy trì thói quen ăn uống tốt và tập thể dục điều độ, nên dành thời gian thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận giải tử vi tuổi Bính Dần trong khoảng thời gian từ nay đến Tết 2025 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.